Em Tuấn xin chào tất cả các bác nhé. Trong video buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày 20 tháng 7 năm 2024, thì em Tuấn sẽ lên sóng để giới thiệu và chia sẻ đến các bác tham khảo một mẫu xe touring đến từ thương hiệu Trek của Mỹ. Chiếc xe này em sẽ thanh lý giá rất là rẻ các bác nhé. Giá thì em sẽ báo ở phần cuối video. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu qua cho các bác về cái phân khúc xe touring của Trek này. Chiếc này thì có mã là Trek 7.9 FX, là cái đời cao cấp nhất của dòng Trek đợt trước các bác nhé. Còn hiện tại thì hãng Trek nó đã thay thế bằng cái phiên bản đó là Trek FX Sport, là cái phiên bản đời mới bây giờ với sử dụng phanh đĩa. Còn cái bản phanh vành này thì cái dòng 7.9 FX này là cao nhất. Chất liệu khung sườn của con này là bằng carbon các bác nhé. Chất liệu carbon, càng trước cũng là càng carbon. Và cái dòng 7.9 này thì nó sẽ được trang bị một cái giảm chấn là cái phần đuôi càng sau này. Đấy. Con này thì size cực kỳ là nhỏ nhá. Các bác nào mà có chiều cao khiêm tốn hoặc là các bác có nhu cầu mua để cho vợ sử dụng thì có thể tham khảo cái mẫu này. Con này sườn nhỏ xíu xiu luôn. Em sẽ đo cái kích thước thực tế cho các bác xem. Con này ngang của nó thì chỉ có 52 thôi. 52. Đây là cái phép đo mà song song mặt đất các bác nhá. Với một chiếc xe touring thì cái dáng ngang 52 thì là nhỏ lắm. Và dáng đứng của nó cũng rất là ngắn. Dáng đứng đo tới khóa cốt yên, từ khóa cốt yên xuống tâm của BB thì nó chỉ có 38 39 thôi. Size này thì các bác có chiều cao khoảng từ 1m50 cho tới 1m6 là các bác đi ok nhá. 1m50 là các bác đã đi rồi. 48-50 là các bác đã đi được mẫu xe này rồi. Lý do thanh lý chiếc này là vì sao? Là vì cái con này, cái khung sườn của nó ấy, là nó được sơn phủ một cái lớp. Đây này, nó sơn phủ một cái lớp bóng bóng bên ngoài. Các bác có thấy không? Đấy, nó sơn phủ lớp bóng nhưng mà do cái quá trình sử dụng và rửa là nó bị cái lớp bóng này nó bị lột ra rồi. Cái khắc phục cái này thì nó rất là đơn giản thôi, bởi vì đây là cái lớp sơn phủ bóng mà. Nếu mà các bác nào cẩn thận thì các bác có thể khắc phục bằng cách là mang ra tiệm tiệm sơn các nhé, tiệm sơn ô tô ấy, người ta sẽ sơn phủ một cái lớp epoxy, một cái lớp sơn bóng phủ bên ngoài thì nó sẽ hết được cái lớp này. Còn không thì để thì nó cũng không sao hết. Nhìn thì nó cũng không được lộ, nó không bị lộ lắm, bởi vì con này nó là màu sơn đen. Đấy, nó là cái lớp sơn bóng để phủ cái lớp carbon này các bác nhé. Đây này, đây cạo thì nó bị ra này. Đấy, nó chỉ là cái lớp bóng bên ngoài thôi, người ta được phủ bóng mà. Thì vì cái lý do đấy thì em sẽ bán thanh lý chiếc này, giá rất là rẻ. Còn hình thức của chiếc xe thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết để cho các bác xem nhé. Con này thì nó được trang bị cấu hình của Shimano với cái hệ là Shimano 105, đùi đĩa là 105 và sử dụng 3 đĩa. Hệ 3 đĩa này là khá là hiếm của cái bộ 105 nhá. 105 thì thường là nó sử dụng 2 đĩa thôi, nhưng mà riêng bộ này nó sử dụng hệ 3 đĩa này. 3 đĩa và 10 lít các bác nhá. Cùi đề sau thì chủ cũ người ta đã nâng cấp lên cùi đề của Ultegra. Tất cả cái bộ này thì nó đều là màu bạc. Đấy, đùi đĩa màu bạc này. Gạt đĩa Shimano 10 này, 10S. 10S Chipbo tức là sử dụng gạt cho 3 đĩa, hệ 3 đĩa này. 10 lít. Cùi Ultegra 10 lít này. Phanh Shimano Deore. Đấy, tất cả những phanh trước là đều là bằng chất liệu màu bạc, cả trước cả sau đều thế nhé. Và tay bấm của này là tay bấm của dòng Shimano 770 R770 Japan. Đấy, tay bấm của Japan 770 thì nó hình như là nó còn chỉ kém có 780 thôi. 770 là sử dụng lắc cho Ultegra. Ghi đông của này cũng là ghi đông carbon của Bontrager. Các bác nào mà có chiều cao khoảng trên 1m50 là các bác có thể đi ok rồi. Giá thì rất là rẻ nhá. Giá thì để cuối video em báo cho nó hồi hộp một chút các bác nhé. Thì đầu tiên em sẽ đi vào phần đầu xe. Đầu xe thì nó sẽ gồm có tay phanh, tay bấm của Shimano này. Tay bấm Shimano cực kỳ đẹp luôn. Bên này là tay bấm lip 10 lip các bác nhé. Tay phanh Shimano. Đấy, tay nắm cũng rất là mới này. Tay nắm cao su còn cực kỳ là đẹp. Ghi đông thì là ghi đông carbon rồi. Ghi đông carbon của Bontrager. Potang là Potang Bontrager. Cái nắp chụp bên trên này cũng là bằng carbon nhé.
Pô tăng này là pô đăng bằng hợp kim nhôm. Đấy, bon xa gơ. Cái chiều dài của cái ghi đông này thì nó là 62. Chiều dài là 62 các bạn. Dàn đầu thì còn rất là đẹp. Tay bên phải, à bên trái này. Tay phanh Shimano. Tay bấm Shimano. Tay bấm xả kim loại rất là đẹp. Đấy. Những cái nước mạ chrome mà rất là sáng các bác nhá. Hai bên này còn rất là sáng đẹp. Con này thì dây thì chạy âm trong khung. Dây phanh và dây chuyển số xây đè thì là chạy âm ở trong khung. Đầu xe logo check. Logo này thì còn nguyên cái băng dính chưa bóc luôn các bạn. Đấy, nó còn cái lớp ni lông ở đầu chưa bóc. Logo hình khiên. Vân carbon lộ vân các bác nhá. Cụm phanh trước, cụm phanh Shimano DR màu bạc. Đấy, càng trước là càng carbon của Bontrager. Tất cả đều là lộ vân hết các bác nhá. Đây, càng trước bên phải này. Càng bên phải thì cũng bị chầy một vết nhỏ này. Đấy, mình chóc sơn thôi các bác nhá. Còn carbon hoàn toàn là không vấn đề gì. Cái này thì các bác khắc phục được. Đấy, nói chung là một con xe thanh lý thì nó cũng sẽ có những cái điểm khiếm khuyết nhẹ thôi. Còn tổng thể thì em nghĩ đánh giá con này nó phải đập được tầm 90% trở lên đấy. Càng trước này. Đấy, càng carbon. Đây là cái phía càng phía bên bên trái. Càng bên trái, càng carbon của Bontrager. Con này thì đang sử dụng cặp bánh cũng là Bontrager luôn. Cặp bánh Bontrager chạy bạc đạn các bác nhá. Đây, chạy bạc đạn. Đùm trước Bontrager này. Vành Bontrager. Lốp con này thì đang dùng lốp của Mavic. Lốp Mavic của Pháp. Cái lốp sau thì còn ok, còn lốp trước thì có vẻ nó hơi bị xuống cấp một chút. Nó có những cái đường dạn nhẹ các bác nhá, đường dạn nhẹ. Tuy nhiên là vẫn sử dụng bình thường. Lốp này là Victor Mavic sản xuất tại Pháp, made in France. Size lốp là 700 × 23C. Đấy, lốp trước thì nó có dạn nhẹ. Có dạn nhẹ thôi, nhưng mà vẫn sử dụng bình thường các bác nhá. Chưa phải thay thế đâu. Và đây là cái phần khung sườn. Khung sườn con này. Đầu này thì nó sẽ có dòng chữ 7.9FX này. Dòng chéo thì có dòng chữ check. Em kèm tặng cho các bác một gọng nước carbon chính hãng của Bontrager. Gọng này là gọng chính hãng chứ không phải là gọng Shopee Lazada đâu các bác nhá. Gọng xịn. Và pedal Bontrager luôn. Pedal phẳng của Bontrager. Đấy, em đã nói từ đầu rồi là con này cái lớp sơn bóng bên ngoài nó có bị chóc chóc cái lớp sơn bóng này thôi. Còn đâu con xe thì nguyên lành, ngon lành hết, không vấn đề gì. Đấy. Cốt yên carbon của Bontrager này. Yên xe yên Bontrager này. Yên xe thì nó có quả bóng bằng cao su rất là lớn ở phía dưới này các bác nhá. Để nó tăng cái tính đàn hồi cho cái yên, ngồi sử dụng nó sẽ êm mái. Đấy, trên gióng đứng thì sẽ có biểu tượng check 1976. Con này dòng check là ra đời năm 1976. Đấy, chắc các chi tiết của bộ truyền động thì là gạt đĩa các thứ là còn khá là ok. Đấy, tem mác của hãng check đây. Đấy, các bạn nhìn cái nó lộ vân bên trong này. Bên trong nó là vân carbon và nó sẽ được phủ một cái lớp sơn sơn gọi là sơn trong suốt bên ngoài đấy. Đây này, cái chóc này là chóc cái lớp sơn trong suốt thôi. Cái này về thì các bác có thể mang ra tiệm người ta sẽ sơn phủ bóng lại, sơn phủ lại để thành nó che được những cái khiếm khuyết này đi. Còn không thì cũng chẳng sao hết các bạn. Em thấy nó còn khá là ok đấy. Đấy, dây âm chạy âm nhá. Những cái chêm ở chén cổ này cũng là bằng carbon của Bontrager. Đấy, đuôi càng sau này, chỗ này là có cái cục cao su giảm chấn. Cái cục cao su giảm chấn này ở trên những chiếc xe bãi thì thường là nó sẽ bị hỏng hết. Nhưng mà riêng con này thì cái cục cao su này vẫn còn rất là ngon, không vấn đề gì. Đấy, cụm phanh V của Shimano DOD màu bạc. Vành bánh sau thì cũng đồng bộ các bác nhá. Bánh cũng sử dụng lốp của Mavic Pháp. Lốp Mavic Pháp và vành là vành Bontrager. Vành nhôm hai lớp, Bontrager chạy bạc đạn. Đây là phần đuôi càng này, đuôi càng sau này. Đây chỗ này nó có cái dòng chữ isozone tức là giảm chấn. Giảm chấn ở chỗ này, vùng giảm chấn. Đây những cái lớp chóc chóc này các bác nhá. Đây nó chỉ là chóc cái lớp sơn trong suốt bên ngoài thôi. Còn đâu là nó không có bị xước đâu, nó không bị chảy xước đâu. Càng các thứ là còn ngon lành, không có chảy xước nhá. Càng dưới này, càng dưới thì đây là cái lớp ni lông để chống cho xích nó va đập với khung sườn. Đấy, đây là cái lớp ni lông. Check Carbon Technology, công nghệ carbon của Check.
Đấy, xung quanh BB thì không có bị chảy xước bởi vì là nó còn có hai cái tấm kim loại dán bảo vệ ở đây. Hai tấm kim loại dán bảo vệ ở đây các bác nhá. Đấy, cái lớp sơn phủ bóng bên ngoài thì nó có bị ảnh hưởng một chút thôi. Đây là phần cùi đè sau của đè Ultegra này, líp líp cũng líp Ultegra, Ultegra 66. 10 líp. Líp răng líp các thứ là còn rất là đẹp. Răng líp còn rất là đẹp các bác nhá. Bánh chạy bạc đạn này, đùm bon chơ với sau. Đấy. Xích líp các thứ là còn ngon. Ngon lành cành đào luôn. Đĩa này. Đĩa có 3 tầng, tầng lớn nhất là 50. Và cái thông số của những tầng tiếp theo thì nó ở phía bên kia, lát em sang bên kia thì em mới xem được. Đùi đĩa bên này. Đùi đĩa còn khá là đẹp các bác nhá. Những cái vết xước lăm răm nhẹ nhẹ thôi, không vấn đề gì. Cái dòng chữ Shimano 105 còn nguyên. Pedal là pedal Bonshaker. Đấy, pedal phẳng chính hãng của Bonshaker luôn. Rồi em sẽ chạy sang bên này để em quay bên này. Tay nắm các thứ là quay hết rồi nhá. Tay nắm ghi đông vô tăng. Đấy, khung sườn phía bên trái của chiếc xe này. 7.9 FX, phân khúc rất là cao cấp của Trek. Gióng chéo, có dòng chữ Trek. Đó, gọng nước Bonshaker carbon, gọng này carbon luôn các bác nhá, gọng xịn đấy. Đùi bên trái, đùi 105. Cái thông số của cái bộ giò này là 170 các bác nhá. Shimano 170 Japan, sản xuất tại Japan, tại Nhật. Đấy, pedal bên trái, pedal Bonshaker. Đùi trái các thứ này còn khá đẹp. Đấy, khung sườn gióng chéo đây. Gióng ngang này. Cột yên carbon các bác nhá. Đấy, yên xe các thứ là còn ngon lành. Càng sau phía dưới này. Chế carbon technology. Đấy, những cái vết này là cái vết đấy này, chóc chóc cái lớp trong suốt, còn đâu là nó không có chảy xước gì đâu. Đây có cái lỗ này, cái lỗ này là để các bác có thể bắt được chân chống giữa. Chân chống giữa các bác bắt qua cái lỗ này. Con này theo em đánh giá là còn tầm trên 90%. Còn khá là ok, một xe rất là chất lượng các bạn mà giá rất là rẻ. Tem của hãng, tem dán số khung ở dưới gầm. Đấy. Số khung đây nhá. Ok, vậy là em đã quay cũng gọi là chi tiết trước Trek 7.9, một chiếc xe touring. Một chiếc xe touring rất là chất lượng của hãng Trek. Xe full carbon, càng carbon, khung sườn carbon, ghi đông carbon, cột yên carbon. Đấy, chạy đồ đồng bộ của Bonshaker. Con này em thanh lý nha các bác nhá. Bởi vì cái lý do là nó bị đang có hiện tượng là nó bị chóc nhẹ cái lớp phủ bên ngoài, lớp trong suốt phủ bên ngoài. Nên là em thấy con này giá là 14 triệu. 14 triệu các bác nhá. 14 triệu bao ship, miễn phí ship toàn quốc. Các bác có quyền là nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán. 14 triệu cho một chiếc xe cực kỳ là chất lượng, đến từ thương hiệu Trek của Mỹ. Đấy, bác nào mà phù hợp size số có thể mua để tặng bà xã. Hoặc là các bác có chiều cao khiêm tốn khoảng từ 1m50, 1m6, hơn 1m6 một chút. Từ khoảng 1m62, 63 đổ về cho tới 1m50 đổ đi. Thì các bác sẽ đi đẹp cái mẫu này các bác nhé. Các bác chốt thì alo cho em. Số điện thoại của em Tuấn là 0888 391992. Em có địa chỉ tại Chi Linh, Hải Dương. Bao ship miễn phí toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Video thì em xin phép được kết thúc. Và bác nào mà quan tâm thì alo ngay cho em. Đấy, em xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.